Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của A Lúa. Buổi sáng hôm nay thì A Lúa sẽ làm món trứng xào nhé mọi người. Thời gian này thì đã đến cái mùa gà lúa nên là A Lúa về giúp bà gà lúa nha. A Lúa về bạn rồi nhé mọi người nhé. Nên là đây là gia đình của nhà mình. Đấy, nên là mình vẫn là sống ở trên này thì mình vẫn là sống kiểu theo như là người trên này thôi. Mình cũng gia đình thì cũng nghèo thôi mọi người ạ, nên là mình cũng chia sẻ một chút về nhà dưới này thì là thóc nha mọi người nhé. Đây là thóc mà từ năm ngoái rồi thu rồi, ăn đến tận bây giờ thì chắc là còn gần 20 bao hay là 15 16 bao đấy thôi. Thì bây giờ là mình sẽ làm món trứng xào nhé mọi người nhé. Mọi người nhớ chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé mọi người. Để mình có những video chia sẻ về bà con ở trên vùng cao này người ta sống như nào, cách người ta làm như nào, ai như nào, sống như nào. Để mình chia sẻ những video hấp dẫn hơn cho mọi người nhé. Nên là mọi người nhớ đăng ký chia sẻ kênh cho mình ạ. Bây giờ thì mình sẽ làm món trứng xào nhé mọi người. Sáng nay thì không có gì đâu mọi người. Nói thật sự là về quê thì mình ở về quê thì mình không ở gần chợ nhé mọi người nhé. Nên là mình đi mua những thức ăn, đồ ăn thì nó rất là khó mọi người ạ. Và mình ở đây thì không có điện này, thì mình cũng không có tủ lạnh này. Mình đi mua thịt thì mình chủ nhật hay là mình dành một thời gian một ngày đó đi vào xá hay là đi vào chợ mua thịt thì mình chỉ mua tầm là 2 cân 1 cân về, sau là ăn 1-2 ngày hết thôi mọi người ạ. Mình để không được lâu nên là mình về quê thì không có gì ăn thôi mọi người ạ. Nên là sau này thì mình làm món trứng xào nhá mọi người nhá, ăn đơn giản thôi mọi người ạ. Ở trên này thì không có cái gì ăn đâu mọi người. Cái này thì rau thì có nhiều nhưng mà thịt thì không có. Đây là trứng gà mình nuôi nhé mọi người nhé, không phải là mua đâu nhé mọi người nhé. Cho ít muối sau là mình một tí muối này, một tí thôi, cho mì chính nữa mọi người, xong là mình quấy đều đi mọi người ạ. Đấy, mình thì mình hay thích làm xào trứng thì mình thích làm như này nhé mọi người nhé. Không biết mọi người làm cách nào, làm theo kiểu nào mình không biết, nhưng mà mình thường mình làm trứng thì mình phải để vào trong bát xong là mình quấy đều nha, để cho nó mới tan đều nhé mọi người nhé. Mình không làm thế này thì mình để luôn trong chảo hay là trong nồi thì xào thì nó mới nó không tan đâu mọi người ạ. Nên là mình làm cách này, đây là cách mà mình thường làm từ nhỏ nhé mọi người nhé. Đấy, thì là mình quấy đều trứng tan hết như này rồi, xong là mình mới cho nồi vào lửa, xong là mình xào cho mọi người. Làm rất là đơn giản. Đấy, đấy. Đấy rồi. Ơi.
Mỡ này thì xào trứng thì xào không không như dầu nhé mọi người nhé. Nếu là dầu thì nó xào trứng thì còn không dính. Mỡ này thì mỡ lợn mình mua ở mình mộ hay là mình đi mua thì mỡ này thì xào trứng thì nó hay dính nhá mọi người nhé. Dầu thì mình nửa dầu thì mình xào thì không dính cái nồi cái chậu này. Ok. Ơi, chính thế này là ăn mọi người ạ. Mình xào chín quá thì nó lại cứng nhá mọi người nhé. Bây giờ thì mình sẽ đi hái quả ớt nhé mọi người nhé. Mình ăn, kể cả mình ăn cái gì thì không thể thiếu ớt mọi người ạ. Món gì kể cả thịt hay là rau các thứ là mình vẫn phải có quả ớt nhé mọi người nhé. Ở trên này thì ớt thì mình cũng trồng sẵn rồi mọi người ạ. Khi nào mình không có thì đi hái cho mọi người. Đây, gần nhà thôi mọi người ạ. Ớt xanh này. Có những quả thì đang gần chín rồi. Ớt này ớt cay nhá mọi người nhá, không phải là ớt bình thường như ở người ta bán ở chợ đâu. Ớt này ớt nhỏ này ớt cay lắm mọi người ạ. Cay thật sự luôn nhá. Siêu cay luôn, món làm món siêu cay thì ớt này thì quá tuyệt vời rồi mọi người ạ. Mình sẽ chia sẻ về bà con ở trên này, cách người ta sống này, cách người ta làm, người ta ăn ở nhìn như nào thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người. Mọi người cứ nhớ đăng ký kênh và ủng hộ mình nhé, chia sẻ cho mình nhé, để mình có thêm động lực này, hoặc là có thể giúp được kênh phát triển để có một cái thu nhập nhỏ cho mình để mình tiếp tục được những công việc của mình đi nhé mọi người. Mọi người không ủng hộ không đăng ký thì mình làm video không có thu nhập thì mình cũng làm không gắn bó không được lâu dài đâu mọi người. Cái gì thì mình làm thì nó phải ở có giờ có nào tạ ha. Bây giờ là mình sẽ bông này là như nào nào bạn là bông ớt à.
Wow. Thế là mình chuẩn bị ăn sáng nha mọi người nhá. Mời tất cả mọi người cùng mình ăn sáng nha mọi người. Hôm qua là ngày 20 tháng 10 nên là hôm qua mình đi uống rượu cả ngày, quá mệt mỏi mọi người ạ. Đây, đây là trứng nhá mọi người. Còn đây là cái gì nhỉ? Rau này thì mình cũng không biết gọi như nào nữa mọi người. Nhưng mà rất là ngon nhá mọi người nhé. Mời tất cả mọi người cùng mình ăn bữa sáng nhá mọi người. Rất là ngon mọi người ạ. Trứng thì trứng với ớt thì vừa cay vừa ngon mọi người, quá tuyệt vời luôn. Ở trên này thì mình ăn như này là đã rất là ngon rồi mọi người nhá. Có ngày mình còn không có cái gì ăn luôn mọi người. Sống ở trên này rất là khó nên là cũng không tiện như ở thành phố, với cả không tiện như là mình cần ở chợ hay là đường thì nó còn dễ hơn. Mình thì ở xa đường, xa chợ nên là mình không thể mua được thứ gì về ăn luôn. Gà thì mình nuôi được. Cá thì mình có ao cá, mình cá thì mình có. Hôm nào muốn ăn thì đi câu, thả câu một tí là được. Nhưng mà có nhiều cái không không tiện cho lắm mọi người ạ. Sáng nay thì bạn đang gọi vợ đi sửa đường nhé mọi người nhé. Mình sẽ cố gắng ra những video hấp dẫn hơn. Hôm nay là mình tự quay nên là không có ai quay thì mình quay video cũng không đẹp cho lắm mọi người ạ. Người ở trên vùng cao này, những người dân tộc mình ấy, người dân tộc Mông mình ấy, nghèo thì vẫn là nghèo nhưng mà về cách đối xử thì người Mông ở trên này người ta đối xử rất là tốt nhé mọi người nhé, kể cả gạt ai, kể cả
Mình là người mà người ta không quên biết, nhưng mà mình đi là mình có thể đi xin được nước uống này, hay là thậm chí người ta còn làm bữa cơm này, mụ gà mụ vì để đón mình nhá mọi người nhá. Người ở trên này thì người ta rất là tình cảm mọi người ạ. Nghèo thì mới có tình cảm thế nhỉ, nhưng mà có người giàu người ta vẫn có tình cảm nữa mọi người, tùy vào con người. Có người thì nghèo cũng không có tình cảm, có người giàu cũng không có tình cảm đâu mọi người. Đây, bây giờ là mình xin kết thúc video tại đây nhé mọi người nhé. Mọi người nhớ đăng ký ủng hộ kênh mình.